hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì, rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không. Cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi. Thì anh cảm nhận em rất xinh. Dạ em cảm ơn. Ai làm gì làm. Vậy thôi đó hả? Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục người ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi, ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? À, nước mắt thì anh nghi vọng đi. Gì vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Không, em là mới làm xong sáng nay. Bất tung ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, kính chào khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Võ Tuấn Sơn, năm nay em 32 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định, em đang công tác tại Sài Gòn. Em đang là quản lý cho một công ty vận tải hành khách. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn nam bên đó. Em tên là Đinh Thị Hòa, em năm nay 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là em làm bên tóc nữ ạ. Mình làm cho người ta hả em? Dạ, em làm cho chị của em. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Em tên Hòa nên điểm mạnh của em là hòa nhập, hòa đồng nhưng mà không có hòa tan. Em nấu ăn dở. Nấu ăn dở? Dạ. Ủa cái đó điểm mạnh hả? Dạ, tại nhà em thì ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Không riêng mình em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á. Bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở. Nhược điểm của em là em hay nhung nhẽo, hay dễ khóc nhè. Bạn trai, điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của em là thể thao ạ. Em có những cái gọi là tật xấu gì mà mình có thể nói ra cho bạn gái bên kia biết? Em tật xấu nhiều. Thí dụ? Này, hút thuốc nè, uống bia được, thẳng tính một xíu. Vậy được không em? Dạ, tại em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc có thể bỏ bớt, bỏ dần, bỏ luôn được không em trai? Chắc em bỏ lần lần vậy. Rồi, nhiều khi hồi nó gặp bạn gái có động lực bỏ luôn á. Rồi, tình trường của hai bạn thì sao? Hồi đó em trải qua được 3 mối tình à. Mối tình sâu đậm là nhất là mối tình gần đây nhất của em là quen anh đó được khoảng 2 năm. Trước khi nghề làm tóc thì em làm có làm về xây dựng. À thì vậy em, hả? Em học cái chuyên ngành nào? Hồi đó em học bên kế toán. Sao tự nhiên chuyển qua làm tóc? Tại lúc đó đi làm thì giống như con trai vậy á, giống như mấy ông giám sát vậy á. Xong rồi với lại đi công tác nhiều quá, xong mẹ thấy cực quá, khổ quá, xong rồi mẹ mới kêu về làm tóc với chị. Với chị để sau này cũng có chồng. Rồi, vậy thì tại sao chia tay bạn trai cái mối dạ, tình sâu đậm? Dạ thì hồi đó thì cũng quen anh đó thì tại anh đi công tác rồi nhiều quá, tác động của yếu tố môi trường rồi tùm lum lòng anh cũng thay đổi và cuối cùng tụi em không gắn bó được nên tụi em dừng lại. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao em? Dạ em cũng quen được 3 mối tình. Nói chung là mối tình đầu, tình thứ hai là người ta là bạn em là có gia đình rồi. Còn mối tình thứ ba là bạn sắp cái gia đình. Em mát tay chắc quá. Chắc em mát tay, Nhưng qua 3 mối tình đó em rút ra một bài học kinh nghiệm là tại sao lại đổ vỡ những mối tình như thế? Thứ nhất là mình không gần nhau anh. Ý như bên kia sao mặt cách lòng. Dạ. Cái sự quan tâm của mình á. Thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc. Quan tâm, đúng rồi. Không tâm lý với bạn gái. Phải rút kinh nghiệm nha. Bạn gái mong muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mong muốn kiếm bạn trai là già nghe một chút, hơn em 2-3 tuổi gì đó trở dạ, lên. Anh bên kia là hợp lý rồi, 32 được rồi ha. Dạ, tướng thì nhìn hơi tròn tròn chút. Cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Tròn không? Hello em. Dạ chào chị. Mạnh khỏe, có thể dân thể thao mà. Em không thích con trai hói. Em không hói vậy. Em không thích con trai mất hí vậy. Không, không có mất hí. Dạ. Nói gì nữa? Biết quan tâm, lo lắng, với lại đặc biệt là phải yêu gia đình của em. Em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của cổ? Dạ nếu về ngoại hình thì em ok rồi. Tròn không hí, cao 1m7, cao 1m7 vậy. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em chỉ thích không uống thuốc rồi, với lại gia trưởng đó chị. Em có gia trưởng không? Với lại em dạ. Con trai miền Trung khó lắm chị. Ba mẹ cũng khó nữa. Ba mẹ em dễ lắm em ơi. Ừ. Thì hiện tại anh đang éo quá, ba mẹ rất là dễ. Cái điều mà em thích nhất ở người bạn gái là cái mẫu người nó như thế nào? Bạn gái từ cao trên 60, thích thể thao một xíu ạ. Có chơi thể thao gì không em? Không, em có chơi gì vậy? Không. Em có chơi banh đũa không? Dạ, nhỏ có anh. Đúng rồi, cũng có thể thao, thể thao đó. Rồi banh đũa cũng thể thao. Cái gì nữa? Cá tính một xíu, dạ. Có, cá tính. Dạ, ăn mặc phong cách với lại... Phong cách có luôn.
sống nghiêng về gia đình một xíu vậy. Có, người ta đó muốn là phải thương gia đình ta nữa, thấy không? Em không thích từ gò bó của bạn gái đâu. Kiểu kiểm soát rồi nhau đúng không? Phải tin tưởng đúng không? Đúng rồi. Chơi thể thao nhiều, em ví dụ em đi đá banh em dẫn bạn gái theo cổ vũ không? Dạ có chứ. Em chịu đi theo cổ vũ bạn trai không? Dạ đi chứ. Phải đi. Dạ. Đến qua coi rằng bạn gái sao nha. Dạ em chào. Ôi, chào em gái xinh đẹp. Tại sao em không thích đàn ông hói hí? Hói hí nhìn kỳ đúng không anh? Sau này đã con kỳ là con hí đó. Thí dụ như đàn ông mắt hai mí, đầu không có hói, ta nhậu nhẹt, ta bê tha, người ta bỏ vợ bỏ con, người ta đủ thứ hết trơn. Trong khi đàn ông hói hí, người ta giỏi, ta chăm sóc vợ con. Em chọn nào? Em chọn hí. Thấy chưa? Quan trọng là chồng á thương mình, còn hói hí thì cái chuyện đó chuyện của trời rồi. Làm sao để giảm hói hí được, phải không? Dạ. Rồi đây, cưng sẽ hí, sẽ hói đó cưng. Rồi, cô gái rất là xinh đẹp. Chứ là đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Em đi với lại em gái với lại em rể của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường ạ. Em là em rể của chị Hòa. Chị Hòa là một người khá vui vẻ, yêu thương ba mẹ. Em hỏi anh xíu. Dạ. Anh ở Bình Định đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ cái vấn đề bỏ thuốc á, chị Hòa rất ghét. Thì nếu mà hai người thương được nhau á, thì em nghĩ là anh nên bỏ thuốc đi. Giống như em cũng bỏ được rồi. Em được, thấy anh này bên này cũng được chị Hòa. Cũng cao, cũng sạch sẽ, thể thao. Nhìn cũng khá bảnh á. Bảnh hơn em á. Có hí không? Dạ, không hí. Như em để em hí đó. Nhưng mà chị Hòa không liên quan tới em. Dễ thương ấy. Anh trai bỏ thuốc đi nha. Dạ, hôm nay em đi với anh trai của em, anh ruột của em á. Anh trai dạ, là trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Đi với anh trai mà còn hồi hộp hơn là cái em trai á. Tại vì ba mẹ dặn là đi sao để kiếm được vợ cho em mà. À. Tại mẹ làm mai chút mà không được. Chờ sự mát tay của anh Quyền Linh với chị Cát Tường á. À. Đối với ba mẹ anh á thì vợ anh á còn được cưng chiều hơn anh mà. Em đừng có lo là ba mẹ là khó. Nên em bỏ qua cái chuyện mà làm dâu miền Trung là khó. Bên này anh thấy bấm được á, bấm liền luôn đi. Bấm liền luôn đi. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau nha. Mở rào. Đầu đi Sơn. Dạ. Chào em. Hôm nay anh tới chương trình có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Đây là trang phục của đội bóng của anh. Anh bắt em mặc trang phục không, luôn hả? Nếu mà sau này hai đứa mình quen nhau thì em có thể mặc áo này đi cổ vũ. Từng cổ vũ từng một trận hai trận thôi. Dạ. Anh em tặng anh này. Anh thấy đẹp không? Trời ơi, tôi thấy nó không được đẹp lắm. Bánh này là bánh tự tay em làm á. Có đèn đen á. Gì ăn em? Đi em, bánh dạ. Khác đó cưng, ăn dạ. Đi cưng. Anh thử coi ngon không? Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chuối nướng anh. Nướng hơi quá lửa. Dạ, nhưng mà ngon vậy. Ngon hả? Dạ, ngon cái gì cũng bạn ngon nữ hết trơn. Làm gì cũng ngon. Khác ăn ung thư đó, ngon cái gì. Rồi, mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy anh như thế nào? Anh khó mà. Anh khó hả? Anh dễ tính mà khó gì đâu. Dạ. Cái giọng anh nó hơi khó nghe nữa. Đúng rồi, giọng miền dạ. Trung Bình Định thì nói khó nghe. Thì từ nếu mà em đi chơi anh nhiều thường xuyên thì nói dễ nghe. Không có đâu em. Tại em chưa tập với vợ anh cũng miền Trung Bình Định nói cũng nghe khó vậy sao. Anh năm nay 32 tuổi hả? Đúng rồi, 32 tuổi. Ủa sao anh ế lâu vậy? À, thì... Hiện tại là 2 năm anh chưa quen ai. Dạ. Anh được cái là thì trung tình lắm. Em thích thể thao. Dạ cũng thích. Thích nhưng mà cũng ít thôi à. Không có đi, không có coi nhiều. Dạ. Tại hồi xưa em làm bên công trình đó, nên cũng hay đi với mấy anh đi mấy cái hội thể thao đó, banh đồ này nọ. Em thì em thích con trai ga lăng chút xíu. Cưng em chút. Biết quan tâm. Dạ và đừng có gia trưởng rồi. Và em nghe người ta nói là trai miền Trung gia trưởng lắm luôn á. Anh trai út mà. Tại một vấn đề thì em nghĩ là mình cùng chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn. Thì quan điểm tình yêu của anh á thì thứ nhất á, là phải chia sẻ với nhau. Cái thuốc thì từ từ anh sẽ bỏ thôi, nếu mà hứa bỏ liền thì không được đâu. Nhiều lúc bỏ không được thì nó công em là hứa phải làm gì. Nhưng mà ít ra mình cũng phải có cái thiện chí nói đúng cho rồi, cô nghe. Thì em nói thì từ bỏ một thời gian nữa thì bỏ. Thời gian là bao lâu anh? Thì chắc cũng vài tháng đó em.
Lỡ mà tới ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 tháng gì đó anh không bỏ thuốc được thì không sao? Không bỏ, không cho hôn. Phụ nữ làm là hay gì đó. Tức là ông không bỏ là không cho hôn lần. Dạ. Là phải bỏ thôi. Còn bây giờ hiện tại bây giờ một ngày thì anh hút bao nhiêu gói thuốc à? Anh hút ít mà nửa gói à. Dạ. Cũng không nhiều đâu. Anh nhậu nhiều không anh? Được 6 chai, 8 chai đó. 8 chai không, à? 6 chai thì cỡ anh 6 chai thôi. Dạ. 8 chai tại thì cũng... nhà em thì không ai biết nhậu hết trơn á. Nhà em thì em rể của em không biết nhậu, rồi ba mà em không ai biết nhậu hết trơn. Nhưng mà có một mình ông anh kế của em là ông biết nhậu. Mà ông lại nói với em là mày quen ai mà biết nhậu cho tao. Thì được rồi đó, có bạn nhậu cho anh rồi tại đó. Ông không thích ai nhậu với ông lắm. Đa số anh em thì chiều chiều gặp nhau thì xong giờ làm á, khách đồ xong hết rồi thì ngồi, một là đi đá bóng, hai là làm trai. Ngày mốt có người yêu phải dành thời gian cho người. Đúng yêu rồi, nó dạ. Khác à. Ví dụ sau này mình quen với nhau á, rồi Tết rồi về sau về anh mình em anh ở bên là khoảng một năm là chia nhau một năm, như năm nay, năm trước là anh ở rồi, năm nay anh sẽ về, năm tới là anh sẽ ở. Là năm ở năm về hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi dụ sau này mà dụ em lấy anh làm chồng rồi sau này rồi em muốn về nhà em rồi sao? Thì năm ở chứ. Năm về đó. Ấy là thì Tết em phải về nhà anh chơi chứ. Em xây xe anh ơi, xây xe lắm luôn á. Không có đi xe nhỏ mà xe bên anh nhiều lắm. Dạ. À. Em rồi. Mời anh Nguyên Linh dừng bánh em làm. Cái gì vậy? Coi thôi. Coi chơi thôi. Tân bóng đi, đem trái bóng theo kìa, tân bóng tặng cổ dạ. Đi. Thì em đem bóng này thì em mời anh Nguyên Linh. Mời Nguyên Linh làm gì? Em nhìn cho, giao lưu một xíu. Bánh không mời, mời bóng. Rồi. Chuyện bóng anh. Phá bóng giống như muốn quýnh lộn vậy. Vô anh, chuyện em anh. Đúng rồi anh. Dọc anh. Tưởng gì? Sao đá bóng mà giống bóng vậy? Nhớ xưa quá à. Chơi như xưa vậy đó. Dễ thương quá. Giờ qua người nha. Anh lấp bên đây em qua người nha. Trời. Vậy mà cũng đá bóng. Được không? Dạ được anh, đá tốt quá anh. Đá tốt không? Dạ thôi, được. Xưa anh đá đội xã mà. đứng lên em trai. Mình đang, người ta đang cảm nhận mình hơi khó đó. Nắm tay nhau mình truyền một chút điện cho nhau đi. Hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì. Rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không. Cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi. Thì anh cảm nhận em rất xinh. Dạ em cảm ơn. Ai làm gì làm. Vậy thôi đó hả? Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục, người ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi, ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? À. Nước mắt thì anh nghi vọng đi. Gì vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Không, em làm mới làm xong sáng nay luôn á. Em làm kỹ lắm luôn á. Sao anh Linh ăn xong rồi anh đi xuống sân khấu luôn vậy? Anh nướng hả? Dạ em nướng. Okay. Nhưng mà tại lúc sáng. Ok. Em tại sáng em cũng đang luôn buôn khách quá trời rồi. Hèn chi. Thôi bỏ qua vô bánh đi. Vô chuyện ấy đi ha. Thôi xong hết rồi. Rồi xong rồi hả? Có cái duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Tuy nhiên có là cái nợ hay không là ăn thua cái nút bấm của các bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút chỉ để là uống cà phê hay là nói chuyện dăm ba câu. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì rất nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm nút là mình trao cái duyên mình cho người đối phương. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Ừ? Sao em gái không bấm? Lý do? Em bấm rồi mà. Hả? Em có bấm mà. Có bấm hả? Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bấm nhưng mà hơi khét. Chúc mừng hai bạn nha. Nói chút xíu với gia đình đi. Thì em hứa thì sẽ quan tâm bạn gái nhiều hơn. Chắc em mò thuốc. À. Dạ. Rồi, hôn bạn gái đi. Rồi, những chiếc vé xem phim để có không gian lãng mạn. Dạ, con là con trai út, còn con hai chị nữa rồi. Bác.
Hiện tại ba con đang sống chung với lại ba mẹ. Dạ. Rồi thì nếu mà hai đứa đi đến hôn nhân thì cách trở như vậy thì bên đàn trai có giải quyết được để đi lại gần với nhau không? Dạ, nếu mà hai bác cho phép con và Nhung quen nhau thì con nghĩ cái khoảng cách mà trong cái tỉnh Bình Thuận của mình nó không có xa lắm đâu. Dạ, từ bên Tánh Linh về La Di thì con nghĩ là cũng rất là gần. Còn về cái công việc của Nhung, nếu mà Nhung về được ở La Di thì con sẽ cố gắng hết sức để lo cho Nhung có một cái công việc ổn định. Nên hai bác cứ yên tâm ạ. Dạ. Về thì nói chung là bác đồng ý đó. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ. Hai đứa là lên đây cũng là cái duyên thì cho một cái cơ hội để tìm hiểu và đi sâu hơn. Rồi. Xin chào MC Huyền Linh, xin chào Nam Thư và xin chào khán giả ở trường quay. Thì đầu tiên là xin nhận xét về em trai. Tuy là mặc áo màu hồng nhưng mà rất là chuẩn, rất là đẹp trai. Phải nói là một người rất là vui tính. Thì mình cảm thấy là mình có cơ hội thì hãy tạo cơ hội cho nhau nha các em. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đây là ai hả Nhung? À dạ, đây là gọi là anh trai ở thành phố của em và giúp đỡ em rất là nhiều, và anh là chuyên viên của một bộ môn sinh của quận Bình Tân. À dạ. Tức là cũng là giáo viên là, dạ, là đồng nghiệp mà làm bên quản lý. Dạ. Dạ, cũng là đồng nghiệp của Nhung. Dạ rồi, cảm ơn chị là đàn gái bên mình. Cảm ơn đàn trai. Dạ, hôm nay em đến đây với chị của em và bạn của em ạ. À. Dạ, chị ruột á hả? Dạ, chị ruột em. Dạ. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chào bạn Nam Thư với lại con chào gia đình bên kia ạ. Thì xin cho em nói trước về cái bạn gái. Thật sự khi mà chị thấy em bước lên là chị ân rồi. Nói chung cái bộ đồ của em mặc á, là chị biết là sẽ hợp với Hân. Cái thứ hai là em cũng biết là Hân có nói á, là Hân là con trai út và có hai chị. Thì chị cũng thương nó nhất, tại vì chị cũng có một mình nó là em à. Chị đã đi cùng với nó 30 mấy 10 bánh chưng. Dạ. Thì những cái năm tháng mà nấu bánh chưng còn lại, chị muốn nó có một người phù hợp để cùng với nó song hành. Thì mình trẻ thì mình hay dùng từ là con người thích nhau bởi cái feeling đầu tiên. Thì đối với em thì cái feeling đầu tiên khi mà thấy em ra, thấy em nói chuyện, thấy em chia sẻ và kể cả gia đình em chia sẻ là chị thấy rất là phù hợp với lại em trai của chị. Hay em quá. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn bạn trai. Bây giờ thì tụi em đã nghe hết mọi người góp ý, bây giờ nói chuyện vui qua lại hết rồi, cũng cảm nhận về nhau rồi. Quan trọng vẫn là cái ánh mắt đầu tiên, cái feeling đầu tiên nha. Cảm nhận có rung động hay không? À, mở dạ. Rào. Bắt đầu đi Hưng. Chào em. Dạ chào anh. Anh đàn em muốn qua nhỏ. Dạ em muốn anh. Rất vui. Dạ. Được gặp em. Chưa đứng đó Hưng, đứng đó. Dạ. Có món quà tặng anh là đáng lẽ em vẽ một bức tranh tặng anh, tại vì em thích vẽ mà, nhưng mà em đóng khung không có kịp. Dạ, cho nên là em mua một cuốn sách này nói về 101 cách để mà duy trì và giữ cho mình tình yêu bền vững và phát triển ạ. À. Em mong là nó sẽ giúp ích cho anh. Anh cảm ơn em, vẽ tranh anh nhận sao cũng được. Dạ. Ngồi ngồi đi Nhung. Không ấy cho em bấm nút luôn đi anh. Hả? Ông ấy cho em bấm nút luôn đi. Tôi bấm nút luôn hả? Em ơi. Dạ. Này là cái gì vậy? Tặng gì vậy? Dạ em mở ra được một xíu về món quà. À. Em tặng cho Nhung một thỏi son, là muốn cho đôi môi của Nhung lúc nào cũng mềm mại. À. Dạ, và tặng cho Nhung thanh sô cô la để chứng tỏ là cái tình cảm của em nó lúc nào cũng ngọt ngào như thanh sô cô la này vậy. Dạ, cảm ơn anh. Tặng khéo léo.
sô-cô-la với son. Ừ, ăn sô-cô-la vô mà có... Thật ra dạ. thì đánh son. Thực em ra ơi, thì mong muốn của một người phụ nữ nào cũng vậy, là đều ao ước là được chàng trai tặng một khỏi son. Cho nên là em rất là thích cái món quà này. Cảm ơn em. Đó là mong ước hiện tại thôi. Còn sự mong ước lớn hơn của một người phụ nữ nữa là được một chàng trai tặng luôn một bộ đồ make up trang điểm, đúng không? Chứ không chỉ là khỏi son. Ừ, dạ, điểm ha. Thường em đừng có mơ ước đó em ơi. Không lẽ cả cuộc đời nó tặng son hoài hay sao? Mơ ước cái lớn hơn ha. Đừng nói vậy, đừng nói vậy. Dạ em muốn nói lại không? Mong ước của lớn nhất của một phụ nữ không chỉ là son, cũng là sờ nhưng mà đổi qua sàn, một sàn chứ đừng có cây son. Đùa vui thế thôi. Em nhìn đàn trai ngay từ lần đầu tiên thì em cảm nhận như nào? Em có muốn test thử cái độ gì đó, hai cái gì đó em? Chị quên rồi. Trời đất ơi, giờ dạy sinh học nữa hả? Dạ. Phải test chứ. Dạ. Tại cô giáo mà. Rồi em nhìn em đang phân tích gì không? Dạ em thấy anh thật thà. Thật thà. Hơi mập đó em. Anh Linh kỳ quá. Anh Linh rất kỳ luôn á. Ai biểu nãy chê tôi mập chi? Mấy người mập yếu sinh lý á. Trời ơi là trời. Mày nói tôi vậy tôi nhắc hoài à. Em. Nhưng mà em cao anh. Nhưng mà em cao anh. Dạ. Đứng lên. Nhung đưa chị mượn quà nha, chị giữ cho. Rồi. Mình test đi. Mình test đi, mình kiểm tra đi, chứng minh cho anh Linh thấy. Anh Linh nó sai. Thôi có bệnh đó. Dạ được rồi ạ. À. Được rồi hả? Tức là nhìn thôi mà cũng có thể test được hả? Tức là cẩn thận nha. Dạ. Cô Nhung của chị là nhìn xuyên thấu được luôn á. Cái gì nữa hết? Dạ, đúng không em? Cô Nhung là về môn sinh cho nên là cô Nhung biết rồi. À. Dạ, cho nên không cần phải. Chào cô đi, chào cô đi. Chào cô Nhung. Rồi chào em. Rồi thôi, hai đứa ngồi xuống mình nói chuyện tâm sự với nhau đi ha. Đưa vô kiểm tra rồi, kiểm tra bộ phận sinh sản rồi mà. Thôi nói chuyện tình yêu đi. Hồi đó anh học sinh cũng yếu lắm thì chắc nhờ em sau này bổ túc lại cho anh. Ủa giờ ví dụ như bổ túc mình học lại sinh cấp 2 làm gì? Dạ không, bổ túc để hiểu thêm về cái... À, dạ. Dạ có duyên thì em sẽ... Chắc chắn là có duyên rồi. Em cái ấn tượng về em lúc mà lần đầu tiên gặp anh như thế nào? Dạ em thấy anh rất là thật thà, nho nhã và giống một người bạn của em. Ồ vậy à, bạn trai cũ à? Dạ không ạ. Giống một người đồng nghiệp của em thôi, một người bạn ở trong trường. Làm anh hoàng. Dạ anh cho em hỏi là... Em hỏi thoải mái đi, em cứ hỏi đi. Dạ anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Nói về tình yêu thì anh nghĩ là hai người cùng một cái suy nghĩ rồi chia sẻ một cách là coi như là cởi mở với nhau, không mình không có phải giấu giếm với nhau điều gì không trong cái cuộc sống, thì mình mỗi lần mà có cái vấn đề gì thì hai bên nên là cùng nhau là ngồi lại giải quyết một cách là thật là nghiêm túc đó, để cho tránh là mình những cái xích mích mà không đáng rồi nó xảy ra thì từ đó nó sẽ tổn thương dần dần, thì anh nghĩ là vậy. Dạ em cũng suy nghĩ là khi mà xích mích thì mình nên ngồi lại, cũng có thể là cãi vã, cũng có thể là to tiếng, nhưng rồi. Mà đừng có bỏ đi. Đúng. Thì mình sẽ không có giải quyết vấn đề ở đó, cuộc sống mà. Dạ bây giờ mình nói thêm về vấn đề yêu xa nè. Dạ. Rồi mình sẽ gặp nhau như thế nào, rồi hẹn hò ra sao, kế hoạch tương lai như thế nào, khi mà bao lâu chúng ta có thể tiến tới hôn nhân với nhau, và sau khi tiến tới hôn nhân với nhau thì kinh tế trong gia đình như thế nào, con cái ra sao, các bạn chia sẻ thẳng thắn đi. Hiện tại thì cái phương tiện di chuyển từ La Di vào thành phố nó cũng có rất là nhiều, cách nhau cũng chỉ có 100+ cây số thôi, thì anh nghĩ là anh có thể là cuối tuần em nghĩ anh có thể là vào đây thăm em, hoặc là em có thể là về La Di thì về La Di chơi rồi tắm biển đồ này nọ đó. Hoặc là anh có thể là cùng em là về bên gia đình trên kia chơi, thì cái thời gian của anh cũng thoải mái đó. Còn về cái công việc của em, nếu mà chúng ta mà có thể tiến gần hơn thì anh sẽ cố gắng lo cho công việc em ổn định trước khi kết hôn. Còn về cái kinh tế thì hiện tại thì nói chung gia đình anh rất là thương anh, cho nên là ba mẹ anh cũng đã cho anh có nhà riêng rồi, cho nên là em không phải lo về cái điều đó. Anh hiện tại là anh đang quản lý cà phê, nhưng mà anh có cái định hướng cho cái tương lai, nếu mà anh mà có
gia đình rồi ấy, thì anh sẽ mở riêng một cái quán cà phê cho mình để kinh tế nó được ổn định hơn, để sẵn sàng để chào đón những đứa con của mình. Em cảm ơn. Một con đường tương lai rất là cụ thể đó. Cụ thể, rõ ràng. Không, giờ hồi nãy em mặc áo hường là chị còn ghẹo ghẹo, còn giờ nghe chia sẻ chị thấy em hết sức là đàn ông. Đúng rồi, dạ. Mới chia sẻ xong thấy tương lai cũng một màu hường đó. Cái áo em không liên quan tới tính em chị. Rồi, mình nói chút xíu về quan điểm con cái hai bạn. Dạ, em hỏi anh là anh suy nghĩ như thế nào về việc vai trò của người vợ và vai trò của người chồng trong một gia đình và đối với con cái? Rồi, em hỏi thì anh thấy em là người rất là sâu sắc. Về người vợ thì anh nghĩ là như em chia sẻ, em biết nấu ăn ngon thì đó là một cái điểm mạnh của em rồi. Thì nói về người vợ thì sau lưng người đàn ông thành đạt thì luôn có bạn thấy phụ nữ. Thì anh nghĩ vậy, thì nếu mà một người phụ nữ mà biết quán xuyến hết được hết những cái việc trong gia đình, một người phụ nữ mà chín chắn, có thể là lo toan mọi việc thì là cái gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn. Còn về người đàn ông thì cái trách nhiệm của người đàn ông thì phải gánh vác với gia đình của mình rồi. Còn về nói về con cái á, thì con là do trời sinh, cho nên là bản thân anh á, thì anh hơi thích con gái hơn. Nhưng mà nếu mà con gái con trai thì đều là con của mình, không quan trọng. Anh nghĩ vậy. Mà nếu mà đẹp á, thì anh nghĩ là con gái đầu lòng và con trai thứ hai là sẽ rất là đẹp. Anh nghĩ vậy. Cô giáo ơi, mình vận dụng chuyên môn xíu. Rồi với cái giao diện tướng tá này thì ví dụ nhìn vô là trai gái sinh trai thì đầu lòng hay gái đầu lòng hả cô giáo? Không, thực sự vì sinh trai sinh gái thì em là môn sinh, thì em có cách để canh được. Rồi. À, quá hay. Quá hay. Anh cũng giới thiệu sơ về anh. Anh trước thì anh về, tại lúc trước là anh cũng ở trong thành phố, anh học đại học cũng đây. Thì anh học về thể dục thể thao nên em cứ yên tâm về điều đó. Rồi, vô, đẩy thiền vô đúng luôn. Em học thể dục thể thao, em học bộ môn gì? Dạ, em học về chuyên về điền kinh. Cho nên mà về cái điểm mạnh của em thì tất cả các môn thể thao thì hầu hết em đều chơi được. À, dạ. Em học mạnh nhất về điền kinh. Dạ. Vậy là chạy giỏi. Dạ, chạy nhảy giỏi. À, trước giờ có hay bỏ chạy không cưng? Dạ không á. À, không. Đối diện chứ không bỏ chạy. Dạ. Hay quá. Dễ thương hết sức. Rồi, nãy giờ mình chia sẻ, mình nói chuyện như vậy thì chị nghĩ là cả hai đã có cảm xúc về nhau, hiểu về nhau và hiểu thực sự là mình nghĩ gì về người đó rồi. Bây giờ mình nói ngắn gọn thôi, cảm nhận về nhau, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Em nói trước đi. Yeah. Em có cảm nhận như là anh rất là chân thật và rất là gần gũi. Yeah. Anh chia sẻ xíu nhé. Về anh suy nghĩ, anh tuy anh mới gặp em thôi nhưng mà anh cũng có cái cảm giác là mình đã gặp nhau là lâu lắm rồi, thì anh hy vọng là mình hãy là cho nhau một cái cơ hội để anh dùng cái thời gian để có thể là chứng minh cho em thấy cái sự chân thành từ anh, thì anh hy vọng điều đó. Hay, dễ thương. Qua câu chuyện vừa rồi thì anh thấy một cô giáo rất là chững chạc. Đây là càng chững chạc hơn nữa. Anh không ngờ em có những cái suy nghĩ sâu như thế. Yeah, thật sự là anh nãy em đấy. Yeah, một chàng trai còn rất trẻ nhưng đã có một cái kế hoạch rất là cụ thể. Một cô giáo cũng đang có một cái tương lai rất là tốt. Anh nghĩ rằng hai em năng động sáng tạo, những con người trẻ của một thời hiện đại có thể kết hợp với nhau.